quy trình làm trang sức thủ công. Hôm nay mình sẽ quay rõ tất tần tật quy trình chế tác từ một cục vàng thành một sản phẩm gồm bao nhiêu công đoạn và dễ ăn như thế nào. Bị gì có mấy bạn phản hồi là làm cái quần què gì mà chiếc nhẫn tiền công mấy triệu dữ cha. Và đây ngày hôm nay tôi sẽ trả lời điều đó. Trong tay tôi hiện nay là một nắm vàng 24 nặng hơn 6 kg do má tôi mới phân kim ngày hôm qua. Sau đó mình cán giác mỏng ra, kéo chỉ và chuẩn bị những món đồ như trên. Tiếp theo là tiết mục cưa cưa đục đục vũa vũa, xấu thì chúng ta đem bỏ làm lại cái khác. Quy trình này có khi lặp đi lặp lại 7749 lần, có khi làm ra sản phẩm đeo trên tay thấy xấu quá không dám giao đem đi nấu lại luôn. Ông bà mình có câu dễ quá thì ốc cua vàng ăn hết rồi đâu tới được mình. Bởi vậy ta nói cái nghiệp thợ bạc nó khổ, lúc thì ế chảy nước không có gì làm, bộ đồ nghề mà dán nhện nó đóng luôn, lúc vô mùa đất thì đồ nó nhiều làm không kịp, ngồi đập cốc từ sáng tới chiều, muốn giãn dây chằng, muốn hư cái khớp háng. Ngày nào hên hên thì làm được 1-2 món, bữa nào xui tổ quật thì làm một món không có xong. Bởi vì mọi người thấy hôn đâu có dễ ăn tiền thiên hạ, báo công rẻ quá thì làm không có lời, còn báo mắc quá thì mang tiếng. Thằng quỷ làm đồ xấu quắc mà giá trên mây, làm đồ lẹ giao sớm mình nói sao làm nhanh công cao, mấy món khó khó làm lâu giao thì cũng bị chửi, còn đặt đồ nhiều quá là không nổi thì nói chảnh không vừa làm, biết rồi không biết sống kiểu quần què gì cho vừa lòng thiên hạ. Mọi người thấy hôn làm từng ly từng tí ráp lại, có khi làm xong ra chiếc nhẫn thấy mắc gớm thì cũng phải bỏ làm lại chứ đâu có dám giao. Mình làm ra mà còn nhìn không được thì chó nó đeo. Làm thợ bạc thì phải giỏi môn toán học, hình học, số học, sinh học, hóa học. Làm chiếc nhẫn mà trong đầu nó như cái máy tính mà chạy vẽ 3D mới tính toán chi tiết làm ra được mấy cái hình này. Được cái trước khi làm thợ bạc hồi đó học cao lắm, học lầu 3 lần đó. Mọi người thấy không, làm chi tiết tỉ mỉ, dễ ăn quá thì thợ bạc giàu hết rồi, đâu có ăn nào khổ đi làm. Nói chứ đâu phải riêng cái nghề thợ bạc này, nghề nào cũng vậy, nghề nào cũng phải có vui buồn sướng khổ đi. Nói vậy thôi chứ có đồ làm thì mừng muốn chết. Có ai đặt hàng gì thì ủng hộ em nha, em cảm ơn.